Thưa quý vị, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Duma, Quốc gia Nga, Hạ viện Nga Andrei Katapolov cho rằng việc rút công ty quân sự tư nhân Wagner PMC khỏi khu vực hoạt động quân sự ở Ukraine không ảnh hưởng đến năng lực chiến đấu quân đội Nga. Đồng thời nhấn mạnh lực lượng vũ trang Nga có đủ phương tiện để thay thế họ. Ông Andrei Katapolov nói, vào thời điểm xảy ra cuộc binh biến có âm mưu vũ trang, không có chiến binh Wagner nào ở tiền tuyến vì tất cả họ đều đóng quân trong các trại. Ông cũng cho rằng trên thực tế, quân đội Nga đẩy lùi các cuộc phản công của Ukraine mà không có sự tham gia của Wagner. Theo Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga, sẽ có lực lượng thay thế tập đoàn Wagner. Ông Andrei Katapolov cho hay không có mối đe dọa liên quan đến việc giảm năng lực chiến đấu, cả trong tầm nhìn trung hạn và dài hạn. Tuần trước, thủ lĩnh Wagner Yevgeny Prigozhin lệnh cho binh sĩ tổ chức một cuộc nổi loạn chống lại giới lãnh đạo quân sự Nga. Quân Wagner tiến về thủ đô Moscow, chiếm quyền kiểm soát một trung tâm chỉ huy quân sự ở miền Nam Nga. Sau đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đứng ra làm trung gian chấm dứt cuộc khủng hoảng. Theo thỏa thuận do Tổng thống Lukashenko môi giới, trùm Yevgeny Prigozhin phải chuyển đến Belarus và các chiến binh của ông được lựa chọn đăng ký phục vụ quân đội, trở về với gia đình hoặc cũng có thể đến Belarus. Mới đây trên Telegram, tập đoàn Wagner cho biết quyết định dừng tuyển quân có liên quan đến việc nhóm chuyển đến Belarus sau thỏa thuận giữa Điện Kremlin và người sáng lập Wagner Yevgeny Prigozhin. Trước đó, Nga nhận bàn giao vũ khí hạng nặng từ công ty quân sự tư nhân Wagner. Tuyên bố này được Bộ Quốc phòng Nga đăng tải trên phương tiện truyền thông nước này hôm 2 tháng 7. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga không cung cấp thêm thông tin chi tiết về quá trình chuyển giao vũ khí. Tập đoàn Wagner hiện có nhiều vũ khí tương tự các lực lượng quân đội thông thường, bao gồm xe tăng, hệ thống phòng không và máy bay tấn công. Một số vũ khí loại này được Wagner sử dụng trong cuộc nổi loạn vừa qua. Vụ nổi loạn chóng vánh của lực lượng Wagner sau mâu thuẫn với Bộ Quốc phòng Nga và đã được giải quyết với sự trung gian hòa giải của Belarus. Tuy nhiên, nó làm dấy lên câu hỏi về tương lai của công ty quân sự tư nhân này sẽ như thế nào. Năm 2014, Prigozhin thành lập Wagner. Dấu ấn đầu tiên của Wagner chính là sự xuất hiện ở vùng Donbass vào thời điểm khu vực này xảy ra xung đột giữa lực lượng chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai thân Nga vào tháng 4 năm 2014. Theo New York Times, vào thời điểm đó, Wagner đã cùng với các nhóm dân quân ly khai ở Donetsk và Lugansk đối phó với lực lượng chính phủ Ukraine. Cuối năm 2015, Tổng thống Putin quyết định can thiệp quân sự tại Syria để hỗ trợ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến sau khi nhận được lời đề nghị từ ông Assad. Công ty của ông Prigozhin đã giành được các hợp đồng cung cấp thực phẩm và vật tư, đồng thời cử lực lượng Wagner đến Syria. Tại Syria, Wagner hỗ trợ lực lượng chính phủ đối đầu với các nhóm nổi loạn và các nhóm vũ trang đối lập với chính quyền Assad. Syria cũng là một trong số ít các khu vực xung đột có ghi nhận những cuộc giao chiến giữa lực lượng Mỹ với Wagner khi Washington đưa quân sang Trung Đông làm nhiệm vụ chống khủng bố. Trong vài năm sau, Wagner bắt đầu mở rộng mạng lưới hoạt động tới một vài quốc gia châu Phi trong lĩnh vực chính là an ninh và cố vấn. Wagner hoạt động tích cực nhất ở một số quốc gia như Cộng hòa Trung Phi CAR, Libya, Mali và Sudan. Tất cả đều có mối quan hệ mong manh với phương Tây do di sản thuộc địa và sự khác biệt về quan điểm chính trị. Theo Tổ chức Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ, Wagner triển khai khoảng 5.000 quân ở trên khắp châu Phi với thành phần gồm cả cựu quân nhân Nga, tù nhân, người quốc tịch nước ngoài. BBC trích dẫn một bản lịch sử hoạt động mà Wagner đăng tải trên Telegram cho thấy lực lượng này bắt đầu hoạt động ở châu Phi từ năm 2018, khi họ điều động các cố vấn quân sự tới CAR và Sudan, sau đó tới Libya vào năm sau. Phương Tây cho biết, Wagner triển khai ở Syria và các nước châu Phi một phần vì lý do an ninh do các quốc gia này vẫn đang xảy ra xung đột giữa chính phủ và các nhóm đối lập. Ngoài ra, Wagner tăng hiện diện ở châu Phi dường như để thực hiện các hợp đồng khai thác khoáng sản có giá trị cao. Giới học giả phương Tây cho rằng Wagner không chỉ là một nhóm lính đơn thuần. Chiến lược hoạt động của Wagner trong 2-3 năm qua là mở rộng cả dấu ấn kinh tế và quân sự ở châu Phi. Chuyên gia Julia Stangert từ Tổ chức Sáng kiến Toàn cầu chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia nhận định. Theo nhà phân tích trên, Wagner có một mạng lưới các công ty liên kết và nhóm đã thực hiện các hoạt động thương mại ở các quốc gia mà nhóm nổi loạn hoạt động. Mặt khác, phương Tây cũng cáo buộc Wagner dùng chiến lược cung cấp thông tin không đúng sự thật để tác động tới chính trị châu Phi. Theo New York Times, từ tháng 10 năm 2019, Facebook đã đóng hơn 300 tài khoản Facebook và Instagram
bị nghi là liên kết với Wagner. Tầm ảnh hưởng của Wagner thậm chí còn vươn tới lĩnh vực văn hóa. Ở CAR, Wagner được cho đã tài trợ cho cuộc thi Hoa hậu, cấp ngân sách cho một đài phát thanh và thậm chí sản xuất phim. Cuối tuần qua, Wagner đã thực hiện một hoạt động mà họ mô tả là hành quân để bày tỏ sự phản đối với Bộ Quốc phòng Nga nhằm tránh kịch bản lực lượng quân sự bị xóa bỏ. Tổng thống Putin đã gọi hành động của ông Prigozhin là phản quốc, dù Nga sau đó đã dừng cuộc điều tra hình sự nhằm vào ông trùm Wagner khi ông nhượng bộ. Trả lời phỏng vấn RT, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông báo rằng nước này sẽ không cấm Wagner hoạt động ở châu Phi sau vụ nổi loạn. Hàng nghìn binh sĩ cố vấn Wagner sẽ không bị rút về từ châu Phi. Tại Mali hay CAR, Wagner được đánh giá là ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các cuộc nội chiến kéo dài ở những quốc gia bất ổn này khi giúp chính phủ đối đầu với các nhóm phiến quân. Chính vì vậy, theo các chuyên gia, hoạt động của Wagner ở châu Phi có thể sẽ không bị ảnh hưởng bất chấp vụ binh biến xảy ra vào cuối tuần qua. Guardian dẫn các nguồn tin nói rằng Wagner vẫn tiếp tục hoạt động cùng với lực lượng Mali chiến đấu với quân nổi dậy trên khắp miền Trung và phía Bắc đất nước trong 72 giờ qua, tức là sau thời điểm Wagner nổi loạn ở Nga. Tại Libya, Wagner chưa có động thái bất thường nào trong những ngày qua khi lực lượng này vẫn đang được triển khai ở phía đông của đất nước do tướng Khalifa Haftar của phe đối lập kiểm soát. Jal Hachawi, một chuyên gia về Libya tại Viện Rusi Anh nhận định Wagner không có lực lượng quá đông ở Libya nhưng hoạt động khá hiệu quả và từng thực hiện một số chiến dịch thành công. Các nhà quan sát tại CAR cho biết họ không phát hiện hoạt động quy mô lớn nào của Wagner trên các con đường chính hoặc sân bay quốc tế duy nhất của đất nước châu Phi những ngày qua. Cơ sở hạ tầng hạn chế trong CAR có nghĩa là Wagner sẽ rất khó di chuyển một số lượng lớn người hoặc số lượng lớn vũ khí, khí tài mà không sử dụng các tuyến đường chính. Theo các chuyên gia phương Tây, khi ông Prigozhin thương lượng với Nga, ông có thể đã có các nhượng bộ nhất định để có thể tiếp tục duy trì quyền kiểm soát với Wagner và hoạt động của Wagner ở châu Phi. Thỏa thuận của Wagner với Moscow cuối tuần qua đã xoa dịu bầu không khí căng thẳng với lo ngại về một cuộc nội chiến ở Nga. Tuy nhiên, thỏa thuận này có điều khoản lãnh đạo và các binh sĩ Wagner tham gia nổi loạn sẽ chuyển sang Belarus, bên đứng ra làm trung gian hòa giải. Điều này đã gây ra một làn sóng lo ngại ở NATO. Các nước NATO ở Đông Âu cảnh báo việc ông trùm công ty quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin hiện diện ở Belarus có thể gây ra mối đe dọa lớn hơn ở khu vực. Theo tài liệu tình báo Mỹ bị rò rỉ trên mạng xã hội trong năm nay, giới chức Washington đã vạch ra nhiều phương án đối phó với việc Wagner mở rộng mạng lưới tới các nước châu Phi. Bên cạnh đó, hãng tin TASS dẫn lời người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện Nga Andrei Katapolov nói, không cần một đợt huy động mới. Tổng thống Putin đã tuyên bố rõ ràng và chính xác rằng sẽ không có đợt huy động mới nào. Đã có kế hoạch tuyển dụng quân nhân trên cơ sở hợp đồng và thành lập các đơn vị quân đội và biệt đội, gồm cả lực lượng dự bị, quá trình huấn luyện của họ đang diễn ra. Ông Katapolov cũng nói rằng không cần thiết phải tổ chức một đợt huy động khác vào ngày hôm nay và sẽ không có đợt huy động nào trong tương lai gần. Hồi giữa tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết không cần thêm một chiến dịch động viên quân mới. Ông nhấn mạnh có hơn 150.000 người đã ký hợp đồng với quân đội Nga kể từ đầu năm nay, cộng thêm 156.000 người tình nguyện, do đó hơn 300.000 người đã được huy động. Đề cập tới việc các binh lính Wagner rút khỏi khu vực tiến hành quân sự đặc biệt, ông Katapolov cho biết điều đó không đe dọa tới tiềm năng chiến đấu quốc gia cả trong tầm nhìn trung hạn lẫn dài hạn, vì lực lượng vũ trang Nga có đủ người để thay thế họ. Vào thời điểm cuộc nổi loạn không thành xảy ra, không có binh lính Wagner nào ở tiền tuyến vì đều đang đóng quân tại trại. Việc đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine được tiến hành mà không có sự tham dự của họ. Chúng tôi có người để thay thế lực lượng Wagner.